Sáng nay ngày 26 tháng 3 tại thành phố Phan Thiết, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận. Cùng sự có các đồng chí ủy viên Trung ương Đảng, đại diện thương trực các cơ quan của Quốc hội, lãnh đạo ở các bộ ngành ở Trung ương. Sau đại dịch COVID-19 năm 2022 và quý 1 năm 2023, kinh tế của tỉnh Bình Thuận phục hồi nhanh, tương đối đồng đều trên cả ba trụ cột, công nghiệp, du lịch và nông nghiệp. Tốc độ tăng tổng sản phẩm nội tỉnh GDP đạt 7,75% ban thường vụ tỉnh ủy đề nghị sớm điều chỉnh quy hoạch phân vùng thăm dò khai thác chế biến titan và khu vực dự trữ titan để tỉnh có điều kiện phát triển bền vững sớm cho chủ trương triển khai dự án hồ chứa nước la ngà ba huyện tánh linh góp phần bảo đảm an ninh nguồn nước trong khu vực ba tỉnh bình thuận đồng nai bà rịa vũng tàu tiếp tục đầu tư phát triển huyện đảo phú quý hỗ trợ từ nguồn thu dầu khí khai thác trên vùng biển bình thuận để đầu tư phát triển hạ tầng nghề cá và tạo sinh kế cho ngư dân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng tỉnh Bình Thuận đã tổ chức thành công lễ khai mạc năm du lịch quốc gia 2023 Bình Thuận hội tụ xanh vào tối ngày 25 tháng 3. Về vấn đề quy hoạch, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Bình Thuận cần khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, trình phê duyệt và tổ chức thực hiện hiệu quả quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, ra soát và nghiên cứu thật kỹ để bảo đảm phù hợp với quy hoạch vùng, quy hoạch cấp quốc gia cho rằng việc xác định động lực tăng trưởng mới, năng lực sản xuất mới của nhiều địa phương còn hạn chế nên phát triển đến một mức độ nhất định là chững lại, Chủ tịch Quốc hội đề nghị bình thuận cần tính toán lại, thu hút đầu tư để tăng tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp, đẩy mạnh phát triển du lịch. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng với những tiềm năng lợi thế và nền tảng vững chắc là những thành tựu khá toàn diện trên các mặt kinh tế xã hội mà tỉnh đã đạt được trong những năm qua, đặc biệt khi hai tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông được thông xe, sân bay Phan Thiết hoàn thành và đưa vào sử dụng. Bình Thuận sẽ hội đủ các điều kiện quan trọng để bứt phá mạnh mẽ. Trước đó, Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác đã đến dân hương dân hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh tỉnh Bình Thuận, thăm khu di tích lịch sử Trường Dục Thanh, nơi cách đây 113 năm, Bác Hồ, thầy giáo Nguyễn Tất Thành dừng chân dạy học trên đường tìm đường cứu nước. Trước anh linh của Bác Hồ, Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác nguyện suốt đời rèn luyện, học tập đi theo con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ kính yêu và nhân dân ta đã lựa chọn tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, gìn giữ sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, phát huy hơn nữa tính dân chủ, pháp quyền, hiện đại, chuyên nghiệp của Quốc hội, không ngừng đổi mới, hoàn thiện, xây dựng Quốc hội Việt Nam luôn xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phấn đấu vì mục tiêu sân sầu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng quê hương đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp và phát triển như bác hằng mong muốn lúc sinh thời. Hôm nay tại khu di tích quốc gia đặc biệt trại giam tù binh cộng sản Việt Nam, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày chiến thắng trở về. Tham dự buổi lễ có nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang, đại tướng Lương Cường, ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên thường vụ Quân ủy Trung ương, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam với hơn 2.000 đại biểu là chiến sĩ cách mạng Việt Nam bị địch bắt tù đầy tham dự. Trại giam Phú Quốc tuy thời gian tồn tại ngắn so với các nhà tù khác trong cả nước nhưng lại là trại giam lớn nhất miền Nam với diện tích 400 ha. Từ năm 1967 đến năm 1972 có hơn 40.000 người bị giam cầm với bộ máy khoảng 2.000 sĩ quan nhân viên, trong đó có khoảng 50 cố vấn Mỹ. Đặc biệt, trong hơn 6 năm có hơn 4.000 tù binh là chiến sĩ cách mạng đồng bào đồng chí của ta bị địch giết hại và đến nay có hàng chục nghìn người bị thương tật tàn phế suốt đời ghi nhận những chiến công đặc biệt xuất sắc của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy tại trại giam Phú Quốc, ngày 27 tháng 4 năm 2012, Chủ tịch nước đã phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho tập thể chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy tại trại giam Phú Quốc. Ngày 31 tháng 12 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định xếp hạng trại giam Phú Quốc là di tích lịch sử quốc gia đặc biệt. Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng trở về là sự kiện có ý nghĩa to lớn nhằm tri ân và tôn vinh những cống hiến hy sinh cao cả của các chiến sĩ cách mạng, đồng bào, đồng chí bị địch bắt tù đầy. Đây cũng là một trong những nội dung hình thức giáo dục sinh động chân thực đối với các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau.